Đà Lạt Milk hoàn toàn từ sữa tươi. Anh không cần biết quá khứ em ngày xưa, anh chỉ cần nắm tay em trong từng ngày mưa. Tìm em lạnh giá hoa đã yêu chưa? Có khi hạnh phúc là cảm giác mình thật dư thừa. Trong muôn vàn kiếp sống cô chấp chắc ngày thôi, đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ sai người. Hay quá. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Nụ cười ai đã lòng ngày mai đã em lấy chồng. Rồi sẽ phó hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em xa cuối trời thuyền anh không bến đời. Tình yêu này hết rồi xin cho con tìm được nghỉ ngơi. Về bên anh cố cười vì đời không như mắt người. Đường vương trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh những điều từng dòng thư xem cái diều. Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Thân mến. Dạ. Hai cặp song ca vừa rồi mình ngồi bên dưới, mình cảm nhận tất cả, mình thấy nó dễ không? Dạ rất khó. Dễ nhưng mà khó. À, mình nói chuyện cho nó dễ hiểu chứ được không? À, có nghĩa là ở cái phương diện mình ngồi trực tiếp, mình được xem tất cả thông tin và xem được mặt ca sĩ thì nó tâm lý nó rất là thoải mái. Còn khi mà em biết chắc là bước lên đây là nó sẽ hoang mang nhiều hơn gấp 10 lần. Trong một chương trình á, người ta hay để cái phần cuối cùng là cái phần hay nhất hoặc là khó nhất. Hoặc là nó nhiều vấn đề nhé. Nhiều vấn đề nhé. Em cảm giác là em đang bị một cái gì đó của em nó rất là kinh khủng luôn. Độ khó và cả độ bùng nổ nữa. Quá. Có bùng nổ không? Dạ, chắc chắn sẽ có bùng nổ. Bùng nhất là cái lúc mình đó không ra đâu, nổ nhất là mình tự quen mình á. Ngay bây giờ là bài hát của cô Đạt Long Vinh ạ. Đúng vậy, bài hát được mang tên Pháo Hồng ạ. Pháo Hồng. Ồ, trời ơi, chị mê bài này lắm đó. Bây giờ chắc chắn một điều sẽ có ngay bây giờ. Mời xem clip ngay sau đây. 1977 1977 1234 Núi Bà Đen. Núi Bà Đen. À, Núi Bà Đen. Ca sĩ đứng hát trên sân khấu Nam. Ngôi sao. Tao nói là cái cây thợ mộc. Thợ mộc. Thợ mộc. Thợ mộc. Thợ mộc nha. Thợ mộc. Tóc vàng. Tóc vàng. Rồi thích chơi bi da. Thích chơi bi da. Lại là xoay bi. Xoay bi. Xoay bi. Cầm cây cơ xoay bi. Là mới vô là gì chị nhờ? 1977. 1977. Là 1, 2, 3, 4. Đúng rồi. Là năm sinh đó. Ê, có bây giờ là Chi Dân không? Đúng rồi. 1, 2, 3, 4 lầy. À, 4 ngày cho chị. 1, 2, 3, 4 lần. Tôi làm thợ mộc nữa. Em thấy có cầm búa. Thợ mộc. Có cái núi Bà Đen nữa. Núi Bà Đen là quê Tây Ninh đúng không ạ? Đúng rồi. Quê Tây Ninh. Có cái chi tiết là thợ mộc. Em hoang mang quá, nhiều thông tin nó nhiễu loạn quá. Thích chơi tóc vàng. Mặc dù là thợ mộc nhưng mà em thấy cái hình ảnh kế bên là những cái vụn gỗ rất là nhiều. Có thể không phải anh này là đục đẽo mà là một cái ý giống như là anh này là đang đóng bạn bào da rất đúng giỏi không? Bào rất là giỏi. À, đi show nhiều. Đúng rồi, bào show rất nhiều. Cái cây cơ mà xoay hay hồng bi xoay là gì? Xoay hai cái bi. Tập vật lý trị liệu một vật cái gì đó. Vật lý trị liệu. Đã từng tập vật lý trị liệu chăng? Xoay chuyển càng khôn hơn. Không ai vật lý trị liệu mà xoay bi da hết trơn á. Hoặc là một cơ thủ rất giỏi. Ai vừa hát vừa thuộc bi da. Hiểu chắc là liền. Nam đúng không? Đúng rồi, Nam anh. Nam, Nam, anh đang đứng hát nè đúng không? Ê, không. Xong cái anh đổi qua dạ. Cái đồ dũa tức là ngoài công việc là ca sĩ đồ, có kinh doanh về gỗ nữa à. Dễ vậy cho dễ hiểu. Ra rồi đúng không? Ra rồi đúng không? Đừng hòng okay. Tôi đưa cái vương miện cho bạn. Em biết rồi. Em biết rồi. Đây cũng là một cái thần tượng của em. Một thần tượng của em từ lúc mà em nghe nguyên cái series luôn. Em có cùng suy nghĩ với anh nè. Chắc chắn trong đầu em đang hiện ra nè dạ. Anh Ba Ngọc Sơn đúng không? Không phải hả? Không phải thôi. Cái này là anh Vũ đang hại em đó. Đó. Mình Ba Ngọc Sơn. Em biết ai rồi. Thiệt hả? Em biết luôn rồi. Ai đâu nói cái tên nghe chơi. Quê miền Tây luôn. Chưa có giọng hát mà sao nói được. Thôi bây giờ biết rồi thì hát nha. Dạ dứt. Âm nhạc xin mời. Thank you.
Anh không cần biết quá khứ em ngày xưa, anh chỉ cần nắm tay em trong từng ngày mưa. Tìm em lạnh giá hoa đã yêu chưa. Có khi hạnh phúc là cảm giác mình thật dư thừa. Trong muôn vàn kiếp sống cô chấp chắc mình anh thôi. Đang say về những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ sai người. Hay quá. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Nụ cười ai đã ấp lòng. Ngày mai em lấy chồng. Rồi sẽ hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em xa cuối trời. Thuyền anh không bên đời. Tình yêu này hết rồi xin cho con tìm được nghỉ ngơi. Về bên anh cố cười vì đời không như mắt người. Đường vương trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh những điều từng dòng thư xếp cánh diều. Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Tôi thấy trên khuôn mặt của Đặng Long Minh rất là tự tin luôn. Làm như là ông anh hai tôi đó hay gì á. Mười đầu rồi. Đừng phát biểu gì hết. Dạ ok. Chờ tôi trong vòng 30 giây. Xin hỏi bốn nghệ sĩ ở đây có biết một điều gì đó chưa? Xin cảm ơn, không biết gì hết. Ủa chưa kịp trả lời luôn ha. Dạ. Em chưa kịp nói luôn, em mới lấy hơi thôi. Tôi nói thiệt á, bố anh chị đây mà chỉ cần cho một thông tin nào đó mà nó gần đến người này thì tôi nghĩ ngay là các anh chị giỏi lắm rồi. Trong khi đó thằng em mình biết hết trơn. Nó cười kìa, thấy không? Em dám cam đoan em 100% là em sẽ đoán đúng luôn. Không có ai đến chương trình này mà dám nói 100% cả. Nhưng sẽ có em đi. Hôm nay em sẽ đoán đúng 100% luôn. Nếu trật bao trà sữa hết nguyên phim trường. Dạ ok luôn. Giả dụ mình có thể đoán được một hai cái tên không? Phạm Trưởng à. Phạm Trưởng có tay trắng bóc chị ơi. Chiếc khăn gió ấm đâu anh này? Khánh Phương. Khánh Phương cũng có khả năng. Khánh Phương cao hơn. Hồi nãy em nghe có cái giọng rè rè ở trong này. Em thì em đoán là anh Chi Dân. Chi Dân gì mà không thể Chi Dân được. Anh này nhìn ảnh gai góc bụi bặm hơn Chi Dân. Một cái người ta không được nhìn thấy gì hết, người ta nói 100% người ta biết. Với một phần là vì em rất là may mắn được gặp anh ấy, cho nên là em có chút là nôn nóng á, cho nên là em cứ nghĩ như thế là em đón liền, là đón ngay luôn. Ra một hồi trật ơi cười 3 ngày 3 đêm. Nói chung bây giờ ai cũng nôn nóng hết đúng không? Anh hãy giúp em lột chiếc mặt nạ của ra. Mời xoay mặt về phía sau ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khuôn mặt thật của nhân vật bí ẩn. Xin mời 3, 2, 1, xin mời. Tôi thách em đoán được là ai? Tôi nghĩ rằng em đã có những cái trật nhịp trong cuộc đời mình rồi. Vậy. Người trật nhịp ở đây nè. Trật từ nãy rồi. Hỏi gì hỏi đi xin mời. Quê anh đúng là phải Cần Thơ không ạ? Cần Thơ là quê cha. Anh đã có gia đình rồi đúng không ạ? Có rồi em. Tóc của anh bây giờ là còn vàng hay không anh ạ? Bây giờ anh hết vàng rồi em. Ngày xưa anh vàng dữ lắm. Thì cái thời mà trẻ trâu á. Dạ. Thì hay thấy người ta chích rồi nhượm rồi mình làm theo vậy đó. Thời vàng son hoàng kim của anh là anh có thêm hai người em trai đi hát chung với anh nữa đúng không ạ? Cái đó là mạnh ai hát lên sân khấu là mạnh ai hát rồi xuống xe đi về. Dạ rồi. Giùm được. Đó giùm được. Ngày xưa là trang phục của anh áo quần hoặc là giày là nó tạo thành cái trend rất là lớn luôn á. Em biết luôn, vì ngày xưa em cũng có đu đeo theo em mua những món đó nữa. Bây giờ em còn giữ mấy cái món đó không? Dạ không, nó tàn hết rồi anh ơi. Mất hết rồi. Cái đó là kỷ niệm mình phải giữ em. Ví dụ như mình để dành đó để sau này mình gặp lại idol mình hay gì đó mình tặng cho ảnh. Chắc là sau dịp này thì anh em mình sẽ có dịp dễ gặp nhau. Mà bây giờ là anh đang ở miền Tây đúng không? Không em. Anh ở quận 10. Có thể anh gạt mình đó nè. Có thể anh gạt em hoặc có thể là về em đi một hướng khác mà người ta đang ở đây nè. Ok. Một chút anh cho xong anh cho em địa chỉ nhà luôn. Dạ ok. Em hỏi xong rồi anh. Mời đoán. 1, 2, 3, 4 có nghĩa là về đâu 1, về đâu 2, về đâu 3, về đâu 4. Coi chừng dính số nhà anh. 1977 là năm sinh. 1, 2, 3, 4 đường 3 tháng 2. Em biết là anh có một cái salon trưng bày nội thất rất là lớn tại Cần Thơ. Cho nên nó liên quan tới những hình ảnh mà làm gỗ đúng không anh à? Ủa? Ở cưa thôi em. Dạ rồi, ok anh. Ca sĩ
ca sĩ Trương Đen Huy. Âm nhạc xin mời. Trong muôn vàn kiếp sau cô chấp chắc mình anh thôi, đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ sai người. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Nụ cười ai đã lâu ngày mai em lấy. Lâu ngày mai em lấy chồng rồi sẽ hoa pháo. Xin cho con tìm được nghỉ ngơi. Về bên anh cố cười vì đời không như má người. Đừng vương chén mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh những điều từng dòng thư xếp cái diều. Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Tình tan duyên phận trời ban. Lòng ta ôm giấc mơ điêu tàn. Trong giấc mơ hoàn đường nát lòng. Ngày mai em lấy chồng rồi sẽ hoa pháo hồng. Riêng anh cô đơn người nhớ mong. Nhìn em sát cuối trời, thuyền anh không bên đời. Tình yêu này hết rồi, xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên anh cố cười vì đời không như mắt người. Đừng vương chén mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh dòng thư xếp cái diều. Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Còn trao anh những điều từng dòng thư xếp cái diều. Thả theo mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Vinh đoán chính xác, rất hay, có lời khen cho Đặng Long Vinh. Đây chính là ca sĩ Trương Đan Huy. Bây giờ trước khi chúng ta sẽ giao lưu nhiều hơn với anh Huy thì chúng ta sẽ hỏi là hay vậy? Em dựa vào cái số 1, 2, 3, 4, tuy rằng bình thường mình suy nghĩ nó rất là khó đoán. Nhưng mà khi mà mình hệ thống một cái mình người... đã định vị được ca sĩ đó rồi đó. Dạ đúng rồi, một người ca sĩ gạo cội sinh năm 1977. 1, 2, 3, 4 nghĩa là về đâu một, về đâu về hai, về đâu khi thay mình. Dạ đúng rồi. Để quên một con đó. Tim. Em còn nhớ là cái MV đó quay như thế nào luôn. Và ngày xưa có một cái phong cách thời trang là giày Hàn Quốc mà mỏ dảnh á, dảnh lên vậy nè. Quần là phải ống bát cái kiểu mà rất là dảnh dảnh lên em. Dạ lúc đó dạ, rồi. Anh em đứa nào cũng dảnh dảnh lên hết. Dảnh với một cái nữa là em biết anh Huy là có một cái salon rất là lớn ở Cần Thơ về nội thất, cho nên là nói về cái nói về độc đẽo. Dạ đúng rồi. Là em biết ngay là anh Huy chứ không ai. Anh định lừa em đi hướng khác mà thấy khó lừa quá. Cứ ban đầu vô em biết hết trơn rồi. Em biết hết. Biết hết rồi sao lừa được. Sao khó lắm. Bây giờ chúng ta bé sẽ bé vô bé nhìn biết hết luôn. Hình ảnh mà em rất là ấn tượng từ đầu tới cuối đó là hình ảnh anh cầm cái cơ. Nói thật với các bạn là như thế này, tại vì ngoài cái ca hát ra, cái niềm đam mê của mình mà chơi môn thể thao đó là mình chơi bia cron. Bây giờ chúng ta sẽ tâm sự một tí là xin hỏi anh là tại sao mà một thời gian lâu như vậy là anh không quay trở lại với nghệ thuật mà đến ngày hôm nay thì mình mới quay lại với nghệ thuật và đến với chương trình này. Những khoảng thời gian mà Huy tạm dừng về âm nhạc á, thì lúc đó mình lập gia đình và cũng như là chuyển sang cái lĩnh vực kinh doanh vài năm thì cũng nhớ nghề và cũng thỉnh thoảng cũng có những cái show giống như anh em có giao lưu như thế này thế kia, bay ra bay vô này kia rồi diễn thì cũng có mời thì Huy đi, nhưng mà thật ra thì nói về là dành thời gian cho kinh doanh nhiều hơn chứ không cũng không chủ định là sẽ đi hát lại. Thì bây giờ anh đang tính trở lại với con đường chuyên nghiệp và quay trở lại với những gì mình đã yêu thích từ ngày xưa. Cái ấp ủ trong lòng của mỗi một người nghệ sĩ đó là được hát và được đứng trên sân khấu, được khán giả yêu thương dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
trong những khoảng thời gian mà kinh doanh á thì mình cũng nhớ nghề lắm, yêu mà tại cái nghề mình yêu thích từ ngày xưa mà, thì cũng có nghĩ trong đầu là sẽ sau khi công việc ổn định đi mình sẽ quay lại mình đi hát. Thì lúc anh quay lại như này thì vợ con rồi bố mẹ có ủng hộ anh không? Cũng ủng hộ em. Đúng là trước cái chương trình này thì nó cũng hơi có gia đình có một cái chuyện buồn, đó là ba Bảy vừa qua đời. Ngày xưa ba Bảy là trưởng đoàn Bảy Phụng, các anh em nghệ sĩ cũng đã từng cộng tác với đoàn khá một thời gian là khá thời dài. Anh Châu Gia Kiệt, Lâm Hùng, Châu Gia Kiệt, Lâm Hùng, Lương Gia Huy, Lâm Chấn Huy rồi các kiểu, Vĩnh Thiên Kim rồi, Lương Bích Hữu nữa nè. Thì ba cũng mới vừa mất trong cái lúc mà nhận cái game này nè. Vậy thì gần đây thôi. Mới mười mấy ngày thôi. Dạ vâng. Thì thấy trong lòng cũng buồn buồn, rồi không biết là mình sẽ thể hiện nó có tốt hay không. Nhưng mà nãy giờ có bà Đạt hỗ trợ anh là anh cũng cảm ơn em đã có một cái ca khúc mà thật sự bài hát mà nát lòng như em đó là anh nghe TikTok là anh nghe nhiều, nhưng mà thật sự không biết cái bài hát này là của em nào. Tụi mình cũng ít có vô xem luôn cái tên, nhưng mình chỉ nghe thôi. Thì bên chương trình mới mời anh là hát cái bài này, thì bắt đầu anh mới tìm hiểu, anh mới biết là đây là một đứa em tài năng. Ai cũng sẽ trải qua biến cố, không ai mà không thể góp cuộc sống nó bằng phẳng được. Và cũng mong là anh sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ trở lại với quý vị khán giả. Sẽ có rất là nhiều người ở vị trí này, vị trí nọ, nhưng thưa quý vị, mỗi người sẽ có một vị trí nhất định trong lòng khán giả. Chúng ta không thể nào là ông này thì chúng ta sẽ là một bạn này. Chúng ta không phải là một vị trí cao như thế này thì chúng ta sẽ có một khán giả nhất định. Mình không cần là ở một vị trí người nào khác. Mỗi người trong cuộc sống này đều có một hành trình khác nhau. Mình không thể là người khác được, nhưng mình hãy là chính mình, khán giả sẽ luôn yêu thương mình, em tin là như vậy. Và mong quý vị hãy ủng hộ cho ca sĩ Trương Đăng Huy trở lại. Cảm ơn Giang. Anh Huy, ít nhất ở đây là có 3 nhạc sĩ rồi nè anh. 1, 2, 3. Dạ. Có gì anh gửi email đi, tụi em gửi bài qua. Anh lấy bài album làm poster, quay MV, up lên kênh YouTube liền. Em nuôi kênh giùm anh luôn. C. Anh thank you Nguyễn Đình Vũ, dễ thương quá em trai. Anh với em đã từng nói chuyện với nhau rồi, cái lúc mà Hiếu giới thiệu em cho anh. Dạ, để anh làm remix đúng không? Đúng rồi. Trời, em nhớ cái... kỹ mà. Em hẹn anh nay là cũng 8 năm rồi. Mà chưa có thấy cái màu lam. Anh Huy à? Anh buồn, anh muốn bỏ nghề nữa. Anh nói, sao em hờ hững với anh vậy? Sao em bạc tình với anh vậy không? Anh Vũ ơi, tôi cũng không thèm trả lời anh luôn. Cũng 8 năm rồi Vũ. Không có tốt lành gì đâu anh, hồi nãy mới báo với em là 80 triệu một bài đó anh. Không có nói sáng tác, phối nhạc giờ rẻ. Dạ, tại chỗ này luôn hả em? Dạ, đặc biệt ai mà giao nhạc trễ thì coi như là được discount 30%. Không sao đâu ạ, trên đời này cái nghiệp cũng đến nhanh lắm. Mời trao lại Vương Miện. Dạ. Trời ơi, coi dạ, cảm ơn anh ạ. Không, anh hay á, tại vì nó có ký ức nhiều về anh. Dạ, thật sự luôn biết. Có cái đoạn mà vào những cái tình tiết pizza là em bị loạn nha. Xong cái em mới nói là bây giờ em chỉ cần nghe giọng thôi là em sẽ khẳng định 100% liền. Anh vừa cất giọng là em biết ngay, chỉ có ca sĩ Trương Đăng Huy thôi. Còn mấy có... biết luôn. Dạ đúng rồi. Đừng giận anh, em nhé đó, em mê bà đó từ nhỏ tới lớn mà. Mành đắng nước mắt trong vắng cơn mơ, ngày nào sẽ ta bên nhau hỡi người. Để mình em bơ vơ trong nhớ thương, giờ đây đã qua hết rồi. Em sẽ làm cái bạn nữ đó hát với anh. Còn đây vẫn không mờ tháng năm, còn yêu em và yêu em dù cách xa người ơi. Người ơi tình em vẫn không phai, khi đời em mãi có ai. Trời, tôi thuộc tình từng chữ này đâu sẽ mấy chục năm rồi. Đã qua hãy quên lỗi lầm, đừng giận nữa người ơi, ta sẽ chung đường, bước đi chung, tình yêu sẽ mãi bên nhau người ơi. Anh làm dễ thương mà. Anh làm với em đi. Dạ, tôi nghĩ anh làm với em đi, em có cái studio nhỏ nhỏ. Với lại là còn Đặng Long Vinh nữa. Dạ. Cái bài Pháo Hồng quá dễ thương, mấy món anh khô luôn. Bây giờ anh Huy muốn làm gì làm. Muốn làm gì làm luôn. Vậy thôi. Cảm ơn em rất nhiều. Quá dễ thương hai em trai. Còn cái gì là Hoài Bảo hả? Dạ. Làm mời em lên đây. Chào em. Em hồi xưa em ngồi viết chữ A với B với C là em vừa viết mà vừa nghe nhạc của anh. Viết kể nhỏ thế nào. Cảm ơn em. Bé kể chuyện mà không biết sao trả lời. Cháu nhớ từ hồi xưa. Ngày xưa sao? Ngày xưa em viết chữ A chữ B chữ C. A này. Về đâu đi? Về đâu em nơi con mơ đó, về đâu về đâu đi. Không, cái bài lúc nãy của em cũng dễ thương, anh cũng thích, nghe TikTok cũng trend mạnh lắm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay.